Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Xuất Khẩu Vãi này. Này là hàng lại về, tiếp tục lại về nhá. Đây, hàng về nguyên kiện, nguyên đai, nguyên kiện đây đấy các bác nhé, rất là nhiều đấy. Thì em lại tiếp tục, hôm nay lại tiếp tục là lên phá thùng đấy, khui thùng có gì bán đấy nhá, khui thùng có gì bán đấy, đấy hàng em về rất là nhiều đấy. Cho nên các bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0818 này 132 198 nhá. Đó, em đi từ trong ra ngoài, từ ngoài trong này, hàng hóa tùm lum là đó, rất là bừa bẹt đây. Đấy các bác nhé, đấy, đây hai bên đấy. Đấy, thì các bác nào quan tâm liên hệ cho em theo số điện thoại là 0818 132 198 các bác nhé. Đấy, và đây thì đây đấy, thì các bác nào mà cứ lên hệ trực tiếp đi. Đây thì khui cho các bác cái thùng đây, em sẽ khui ra cái thùng này ra. Các bác xem video thì ủng hộ cho em một nút like, một đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhé. Đấy. Đấy, tiếp tục khui thùng có gì bán đấy, khui ra có gì bán đấy cho các bác, để các bác quan tâm mã nào thì cái thùng hôm nay thì nó sẽ có những cái để bàn cái báo thức nha các bác nhé. Đấy, rất là nhiều hàng, rất là nhiều đồ luôn. Thì bác nào mà thích cái mẫu nào thì cứ liên hệ cho em, thích mẫu nào liên hệ cho em. Đó, bác giúp em một nút đăng ký và một nút chia sẻ nhé. Bác nào đăng ký kênh rồi thì giúp em một nút chia sẻ, một nút like. Đấy, còn bác nào mà chưa đăng ký vào mà vào sau mà chưa đăng ký thì giúp em một nút đăng ký kênh, nút đăng ký kênh và nút chia sẻ kênh nhé. Rồi bắt đầu bước vào cái video thì lên cho bác khui cho bác này, em sẽ khui những cái mẫu hàng của bác bên này ra. Mẫu hàng mà bên nó về là nó rất là nhiều, cho nên là không có thời gian để lọc sửa chữa. Đấy, thì chỉ có lên kiểu này cho các bác ưng mẫu nào thì là lên mã cho em, lên mã cho em và em sẽ thanh lý cho các bác luôn. Đó. Đây những cái để bàn này, em sẽ lên những cái dòng để bàn, lên sau đi. Em lên những cái dòng treo tường trước đi nhé. Đó. Treo tường trước, những dòng treo tường trước đi cho các bác. Để bàn lên sau đi. Để bàn nó đắt nhất lắm. Ở kia mấy cái báo thức, con này MAG này. Con này thì bằng nhựa thôi nhưng mà nhìn đẹp, nhìn rất đẹp. Con này xoáy cơ. Đấy, con này xoáy ra để cho pin. Đấy, con này máy móc còn rất đẹp luôn. Đồ đạc máy móc rất tuyệt vời luôn các bạn. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Đấy, còn rất đẹp luôn. Chờ bác, chờ em xíu nhá. Đấy các bác nhé. Đấy, con này con MAG này, bằng nhựa thôi nhưng mà nhìn rất là ok luôn, máy còn tuyệt vời luôn. Đấy, máy còn tuyệt vời. Con này ấy, xoáy vào, đấy, xoáy đít vào. Đấy, vừa là xoay đít vừa là nắp treo nhé, và cái treo luôn nhé. Đấy, vừa là xoay đít vừa là cái treo luôn này. Đó, nó đúng điểm luôn, nó đúng điểm để treo luôn. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho. Hôm qua mã hôm qua là cái mã đến đâu rồi? 207 à, bên H107 à. Đúng rồi, hôm qua cuối cùng là 107 các bạn. Được rồi, này là 108 này. Còn H108 này nhá. Con này thì nó có cái đường kính của nó, cái bố cái ấy, cái thước. Đường kính của nó, con này bằng nhựa nhá, con này được 28 cm nhá. Đấy, 28 cm cho cái đường kính của con MAG này. Đấy, con này thì lên cho bác là con mã số 108 này. H108 nhá. Đấy. H108 này em gửi đến các bác, con này là đi 300.000. Đấy, 300.000 nhá. Máy đang chạy bình thường. Con MAG tuyệt vời luôn. Đấy, nhìn rất đẹp luôn các bạn, nhìn rất đẹp luôn. Con MAG. Đấy. Rồi các bạn lên mã cho em nha, con MAG này. Đó, con MAG, một con. Rồi tiếp lên là con số 2. Con này cũng là con treo tường nhé. Lên treo tường trước cho các bác để các bác treo tường đã, còn báo thức sau. Đấy, mình xem đồng hồ treo tường đã rồi báo thức tính sau. Thức có mấy con lên sau. Đấy. Đấy, nhưng mà hàng hóa đợt này là tuyệt vời luôn, rất đẹp luôn các bạn. Nó thì bằng đó, con này sóng radio các bạn. Con này sóng radio nhá, hàng DTMX, DTME. Dùng sóng radio, khu bằng là không của nó bằng nhựa này. Đấy các bác nhìn chưa? Đấy, trước sau của nó còn mới tinh luôn, mới cáo luôn các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Mới từ con ốc còn chưa có tí gì sét này.
Nói chung những giỏ hàng này coi như là nó còn chưa sử dụng luôn đấy các bạn, nó chưa sử dụng luôn đấy, có những cái nó còn chưa sử dụng ở trong hộp luôn đấy các bạn nhé, có những cái còn trong hộp luôn đấy. Hàng này kiểu giống như thanh lý của siêu thị ấy. Thanh lý siêu thị của các cửa hàng siêu thị ấy. Cho nên là nó còn rất là đẹp đấy. Con này các bạn lên mã cho em là con mã số 109 nhé. Con này đường kính của nó thì được có 30 thôi, được 30 xe. Lên mã cho em là mã số 109 này. Con 109 nhé. H109 thì em gửi đến các bác là đi con này 230.000. 230.000. Đấy các bác nhé. 230.000 cho một con treo tường. Rồi tiếp tục. Tiếp tục con nữa. Đấy. Con này là con gì đây mà có cả nhiệt độ này, có cả cái đo nhiệt độ này bác. Đấy. Cái này hơi xa rồi em cho gần vào cho các bác này, con nhìn này. Đấy, con này có cả đo nhiệt độ này. Hàng Aquis. Bên này là nhiệt độ. Cái gì? Nhiệt độ độ ấm gì có cả kim nước em thử đo, em thử đo pin vào đã. Thế nó thử rồi như này. Đó, con này kim đang chạy nhá, đồng hồ vẫn đang chạy này. Bác chờ em xíu. Đó, con này thì nó có cả cái báo nhiệt độ này. Đấy. Không biết cái nhiệt độ này nó báo kiểu gì thì em không biết đâu. Chỉ có một cục pin đây thôi mà nó có ở đây nó có cái cảm biến ở trong này. Con này thì bằng nhựa đấy các bạn. Đấy, bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa. Con này thì đường kính của nó thì cũng không to lắm đâu. Con này là bằng nhựa, đường kính của nó có 26 cm thôi. Đấy, con này các bác lên mã cho em là mã số H110 nhá. Con H110. Đấy, con H110 thì em gửi đến các bác là đi 250.000. 250.000 cho con H110 này nhá. H110 250.000. Đấy, nó có cả báo nhiệt độ này. Các bác về có thể sử dụng hiểu cái này, nhiệt độ và độ ẩm. Rồi, tiếp tục lên con tiếp theo. Con này bằng kính các bạn. Kính lơ mơ lôi ra để hỏng kim ấy chứ cơ. Em phải cắt cẩn thận nhưng không này hỏng kim là kín. Đấy, bằng kính đấy. Đấy. Con này còn pin của nó luôn này. Nhưng mà không biết không còn sử dụng được đâu. Pin này pin họ chắc là để lâu. Nó để trưng bày ở trong siêu thị ấy. Đấy. Chắc nó hết pin rồi. Con này 2 kim thì không biết là nó chạy như nào. Con này nhá phải có 3 kim chứ này sẽ có 2 kim. Không ga kim. Đấy, rơi cả kim rồi. Rơi cái cục ở trên đầu rồi các bạn. Con này có kia máy đang chạy nhá, có máy đang chạy. Đây máy đang chạy. Đây máy đang chạy. Bao là cho các bác là máy đang chạy nhá. Đấy cái này là mất một cái kim dây thì phải. Mất một kim dây. Đấy cái đầu nó nhúm đấy là kim dây. Đợi em xíu em đi tìm xem có cái kim nào em nhét vào cho các bác để các bác nhìn nhá. Đây các bác ơi, em nhà em có cái kim nó hơi ngắn tí nhá. Đây, hơi ngắn tí nhưng mà cho nó vào đây là nó có chạy này. Đó, thế là máy đang sống bình thường nhá các bác nhá. Đấy máy đang sống bình thường. Đấy một cái đĩa thủy tinh. Đĩa bằng nhá. Cái đĩa bằng chứ không phải đĩa lõm đâu. Đấy bằng luôn. Một cái đĩa này. Đĩa này thì nó cũng có chiều, cái đường kính của nó là đường kính của nó được đi 30 cm thôi. Đấy các bạn, 30 cm thôi. Đấy, một con đường một con mặt kính nhé. Mặt kính con này lên mã cho em là mã số 111 này. Con mã 111 nhá. Con mã H111 này. Con này gửi đến các bác là đi 200.000. 200.000 nhá. 200.000 cho con mã H111 này bằng kính. Em cứ đá vào cái chân này. Đấy bằng kính. Đây em cho cái kim này vào nó chạy rồi nhá, chứ không phải là không chạy đâu. Rồi tiếp tục lên mã tiếp theo. Con này cũng bằng con này vỡ kính rồi các bạn.
Con này vỡ kính rồi. Con này vỡ kính nó bỏ ra nhé. Long sọc nhớ kính nó rơi ra nguy hiểm lắm. Cái nào vỡ kính em bỏ ra luôn. Coi như bỏ tháo lấy tháo máy lấy máy không lên cho các bác tháo ra kính chứ nó rơi lìa tỉa rồi mệt lắm nó rơi què dẫm quẹt. Tiếp tục con này là con Maruman. Con này thì cũng bằng nhựa thôi. Con này sử dụng pin tiểu này. Đấy. Nó thì nó pin này thì nó cũng chắc nó để nó ấy pin rất còn đẹp luôn mà nó không sử dụng nữa rồi. Tại nó để trong khi nó trưng bày nó đã hết pin rồi. Rồi, chạy nha các bác nhá. Máy kim chui. Đây con này đang nó để lâu quá nó rít. Máy nó chạy như chạy giật 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 thôi. Không đi được. Nó còn cái nút nào nữa nhỉ? Chạy như nó giật giật thôi các bạn. Còn con này các bạn lên mã cho em là con này mã số 112 nhé. Đấy, mã H112 này. Con này gửi các bác 100.000 này. 100 nhé các bác nhé. Con Maruan 100.000. Đấy. Thôi để mình làm mấy cái con đồng hồ để ấy đi. Cho nó đỡ vướng chỗ đi. Con này nó lắm pin quá. Nó bới ra bới vào mệt quá. Đó. Báo thức này. Con này máy kim trôi này. Đấy, máy kim trôi xem báo thức như nào. À con này có đèn nha các bác nhá. Con này có đèn này. Các bác nhìn nha, bấm đèn này. Đấy, con này có đèn. Đấy, báo thức của nó như nào đây. Nhỏ thế nhỉ, không có thấy tiếng đâu nhỉ. Tiếng bé lắm, con này tiếng bé quá. Đó, con này con báo thức này. Đấy. Cũng to to là phết đấy nha, nghe cũng to to đấy nha. Chứ không phải bé đâu, lấy ở cái nút này em gạt nó chưa hết. Đấy con nha. Rồi. Đấy, các bạn nào quan tâm thì lên mã cho con. Đó, rồi các bạn nào quan tâm thì lên mã cho em con báo thức này nha. Mã báo thức này là con này là mã số 113. Con H113 nhá. Con này thì gửi đến các bác là con này 70.000. 70.000 nhé các bác nhé. Đấy. 70.000. 70k đi. Đấy, rất là nó rõ 70k đi. Đấy, con này 70.000 nhá. Con H113 70.000. Nên là các bác nào quan tâm thì lên mã cho em con này sử dụng 3 pin tiểu này. À, đang bán đồng hồ treo tường bây giờ tự nhiên đẩy cả cái loại báo thức vào đây cái một mớ này thì bán sao. Rồi tiếp báo thức nữa này các bạn. Con này rơi kim rồi. Rơi con này pin chung cơ. Đấy, con này rơi xuống pin chung này. Mới báo thức không? Con này không có không thấy đèn. Hay là sao rồi? Không được. Không được. Con này bác nào mà lấy con này về sửa chữa này. Con này em gửi đến các bác là 20.000 nhá. 20k. Đấy, con này 20k này. Thôi mình lăn lăn nhắc lắm các bạn. Con này con gì đây? Con này cũng báo thức đấy, con này vẫn chạy nhưng mà kim này đang bị ấy nha, lỏng. Đấy, để nghiêng để nằm như này thì kim chạy nhưng để như này là kim lại dọc dốc về đây. Đấy, con này thì con này cũng không thấy đèn đâu cả. Xem báo thức nó còn không.
không có báo thức, không thấy báo thức. Rồi em cứ lên cái mã này cho mấy con nào nó hỏng hỏng em vứt vào đây ạ. Rồi tí lên cho các bác vứt cho báo báo cho các bác sau thôi. Đấy, chứ còn từng mã này thì đấy, con này vẫn còn chạy này, con này được này. Đấy. Đèn không lên. Con này không lên đèn. À con này có pin tiểu bên này chứ mà. Đấy con này đèn đây nhá, có đèn. Đấy con này có đèn này, các bác nhìn nhá, có đèn nhá. Đấy báo thức thì vẫn lên. Đấy báo thức vẫn lên. Đấy rồi con này cũng vẫn chạy nhá. Bỏ ra một bên này. Bỏ ra một bên. Em lên một loại báo thức đã, con nào mà còn được thì em báo cho các bác. Con nào còn được báo nào bán là 50.000. Cái con mã số 113 vừa nãy em cũng báo 70.000 nhưng bán 50.000 cho các bác. Đấy, cái dòng báo thức này 50.000 con. Bác nào mà quan tâm cứ 50.000 một con nhé. Đấy, con này xem là còn chạy, con đồng hồ còn chạy này. Con này không thấy đèn đâu. Con này không thấy báo thức nha. Đấy, con này không thấy báo thức đâu. Nó không thấy báo nha. À đây có. Bấm vào cái này cơ. Bấm xuống là tắt. Bấm xuống là tắt nha các bạn. Bấm xuống là tắt. Rồi, con này vẫn chạy này. Đó. Đấy các bác, con nào mà các bác ưng con nào thì các bác cứ báo cho em nhé. Đấy con đồng hồ mã của nó là em cứ ghi con nào còn sống thì em ghi mã nhé. Con này đầu tiên là mã số 1 này. Đấy, mã 1 này. Rồi con này xong mã số 2 này. Đấy. Con này mã số 3 này. Đấy, mã số 3. Đấy nha các bác nhé. Đấy, rồi tiếp tục lại, tiếp tục lên nữa này. Con này con cũng còn để bàn. À con báo thức này. Min mát này, min mát. Sử dụng 3 pin. Con này thì hơi phức tạp, hơi lâu. Các bạn, hơi lâu đấy. Đó. Đấy, con này bị rơi kim rồi. Đồng hồ thì vẫn chạy nhà, có nhích nhỉ, có chạy rồi, rơi kim. Đấy. Rồi, vẫn chạy bình thường. Rồi. Con này mã này mã số số 4 nha. Mã số 4 này. Đấy, mã số 4. Đấy các bác nào lấy cái mã nào thì cứ báo em 1 2 3 4 5 6 7 10 gì đấy. Đấy. Rồi, mã số 4. Rồi con này con xanh lè xanh lét này. Con này con này không chạy các bạn, con này không chạy, nó vứt nó ra đã. Rồi con này thì pin này cũng dính luôn đây rồi, vứt ra. Đấy con này nhá. Không thấy báo thức à? Cái kim ngắn nó đang chỉ số 8 ấy. Được, này không lên. Tạch rồi có chạy đâu. Còn công tăng nó không hết đâu. Rồi con này không chạy nhá. Con này lại không chạy nhá. Không chạy bỏ ra đây. Rồi con này lại con bên trung nữa này.
con này nằm kiểu này, nằm đồng có cả cái gì đây, số gì đây, đồng hồ vẫn chạy nhá. Này có thức thì không? À, cái này báo thức là nó lại vặn cái số này. Không. Báo số 5 giờ 25 xem nào. À, không được, cũng không được 5 giờ 25 chả được. Không được. Con này đồng hồ chạy mà báo thức không 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 được nhá. Cũng bỏ về một bên luôn. Đấy. Rồi đấy con này. Vứt kéo này. Đấy, con đồng hồ vẫn chạy nhá. Bật đèn trước kìa. Chưa tròn tròn. Không thích chạy, con này không thích chạy. Đấy, tạch rồi mà không thấy báo thức. Con này không chạy nhé, con này có chuông đánh hai bên cũng không chạy nhá. Đấy, bỏ đây, mất thời gian lắm mấy cái thằng ấy này, con này chắc không được đâu. Đấy, rồi các bác nào quan tâm thì cái mấy cái mã sống thì được có 1, 2, 3, 4 con sống thôi, 4 con sống thì được có 4 mã này thì 50.000 một con nhá, 50.000 một con. Còn cái loại tạp nham loại này bác nào mà lấy tất thì em xả rẻ cho các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con. 8 con này em gửi đến các bác là 300.000 nhá. Đấy. 8 con này có 300.000 này, các bác nào mà mua mớ này. Thôi 250 thôi. 250 nha các bác nhá, một cái mớ này 250 này. Ui, lăn nhắt kinh khủng luôn các bạn, cái loại để bàn báo thức này. Đấy, 250 nha một mớ này luôn này. Em để riêng cái mớ này, con này thì nói chung là nó bọn này nó chỉ có là một là rơi kim là thôi, thì em bỏ ra thôi. Rơi kim cái này đồng hồ chạy và cái kia thì nó không ấy thì em bỏ ra máy nó sống nhá. Đấy, rồi tiếp tục quay về cái hàng treo tường đi. Đấy, em bảo rồi mà cái hàng báo thức này nó lắt nhắt lắm, mất thời gian. Đấy, rồi lên con Senko này, con này con Senko sử dụng là con sử dụng là pin tiểu này. Đấy, con này dùng sóng radio này. Nhé, con này dùng sóng radio các anh nhé. Sóng radio, con này thì nó có đường kính, con này thì bằng nhựa rất nhé, bằng nhựa này. Đường kính của nó được có 27 cm thôi. Đấy, máy của nó đang dò sóng này. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em này. Mấy mã này thì nói chung là hàng còn mới rất đẹp rồi. Hàng Senko sóng radio các bác nhá. Con này 200.000. Mã tiếp mã con này là nãy là mã 11 cho vào cái mã báo thức là 13, còn này có 114 nhá. Con H114. Con này gửi đến các 200.000. 200.000 một con này nhá. Đấy, 200.000 một con đồng hồ sóng radio. Rồi tiếp tục đến một con xanh lè vàng kèo kèo. Đấy. Ui, con này vàng chóe luôn. Pin vẫn còn này. Hoàn toàn là pin vẫn còn hết nha, nhưng mà có cái là người ta để lâu nó hết pin thôi. Hết pin nó không chạy thôi. Đấy, đây vẫn chạy nhá các bác nhá. Đấy, chạy luôn rồi.
Rồi các bạn lên mã chưa? Con này là con máy kim giật. Đây, số của nó số bên ngoài này, con này 150.000 nhá. Con 115 này. H115 này, 150.000. 150.000 cho H115 nhé các bác nhá. Chuông chưa? Rồi tiếp tục lên một con này là con này vuông các bác nhá, vuông. Đấy. Con này thì nó bằng cũng bằng nhựa thôi, nhưng mà giống như kiểu kim loại các bạn. Máy của nó sử dụng pin tiểu luôn. Đấy con này máy các bác nhìn chưa? Rất chất luôn, máy rất đẹp luôn. Đồ đạc cái gì máy vẫn rất là ok. Đấy, máy còn chạy đàng hoàng nhá. Đấy. Khui ra cho các bác là có nào bạn đấy là hàng này, hàng siêu thị các bạn. Hàng này là hàng thu gom ở siêu thị này, nó thanh lý siêu thị. Đấy, nó kiểu như nó trưng bày đó, thì nó thu gom để nó về nó ấy này. Bán này. Đó, hàng đẹp tuyệt vời luôn, không có bị cái gì cả, cho pin vào là chạy luôn đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em con Citizen kim này, con này gửi đến các bác là 250.000 nhé. Con mã 116 này, H116 này, 250.000. Đấy, tuy là em lên mã như này nhưng mà các bác nào mà ví dụ các bác mà mua nhiều ấy, ví dụ mấy mã thì cho báo nha, thì em sẽ có biện pháp em giảm cho các bác, cân đối giá cho các bác nhé. Đấy, chứ không phải là cứ y án như vậy là đấy, thì các bác cứ yên tâm. Con này có dây điện này các bạn, con này cái sử dụng cái gì đây mà có dây điện đài nó lằng ngoằng này. Cái này cái gì đây, hay là cái bếp hả? Hay cái bếp từ sao cái này 100V 75W này. Cái này cái bỏ ra nhá, không phải đồng hồ, không phải chuyên môn của em, với em bên đồng hồ cái mã này mã là gì ấy. Cả núi rồi. À, con Maruma. Đi nào. À, con này có ấy này. Con này có phản quang, kim được phản quang. Kim thì kim phản quang nhá. Đấy, Maruma máy kim trôi. Đấy, các bác nhìn cái máy rất tuyệt vời luôn, rất đẹp, sạch sẽ, rất là sáng bóng luôn. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em con này mã số 1117 nhá. H117 này, con này gửi bác 200.000. 200.000 một con Maruma này nhá. Đó, 200.000. Con này có phản quang, kim phản quang luôn. Số thì không có nhưng mà kim có. À cái này là cả một toàn bộ cái mặt này là có cả phản quang. Đấy. Bác thử em thử tắt điện nhá, từ nhá, từ để cho hiệu ứng ánh sáng đã. Rồi tắt đi. Đó, các bạn nhìn chưa? Quá tuyệt vời luôn. Đấy, con này em báo 200 thì các bác ok luôn rồi nhé. Đấy, rất sáng luôn. 200 thì các bác về các bác nhìn được nhà ban đêm nhìn thấy giờ luôn. H117 200 có phản quang. Đấy, đã báo rồi là báo. Ok, cái này còn đang trong hộp nhé. Không biết nó là cái gì đây mà nó này. Đồng hồ kiểu gì mà nằm trong hộp đây? Khui nó ra đi. Con này ra. Con này sử dụng đấy em bảo rồi mà, nó cái này là hàng siêu thị, nó thanh lý mà, cho nên là nó vẫn còn hộp. Còn mới tinh luôn. Đó, máy còn chạy này. Đấy rồi các bác lên mã ra con này 100.000. Mã 118 này. H118 này. 100.000. Đấy, chạy ok luôn các bác nhá. H118 100.000. Con này bằng gỗ. Bằng gỗ mà mất kim rồi. Mất kim rồi các bạn, mất kim rồi. Đấy. Bằng gỗ nguyên luôn. Bằng gỗ nguyên là vứt mất kim rồi, bỏ ra đã. Hàng nào vỡ kim, gỡ cái này mất kim nó kia thì không bán thì bỏ ra đã nhé.
Đấy, con đen xì xì này, con Maruman đen, con ma đen. Con ma đen này, con này pin này cũng hết rồi, nó để hết pin rồi. Ai có mua pin cũ không nhỉ? Có mua pin cũ hỏng em bán cho. Em nhiều pin cũ lắm, tại vì tháo ra nhiều pin lắm này. Đấy. Các bác có mua pin cũ làm gì không? Con này không chạy. Con ma này, con ma đen này không chạy rồi các bạn. Rồi con ma đen không chạy này. Con ma đen không chạy này thì bác nào lấy về xử lý cái gì thì xử lý cho em 50.000 nhá. Con này 50.000 này. Con 119 nhá. H119 50.000. 50.000 nhá. Đó. Đấy, con này Karina, con Senko của Karina. Con này Mazaban này, đấy, bằng gỗ thịt luôn. Gỗ này, gỗ này, gỗ này. Gỗ gì ấy, thơm thơm quá. Đấy. Con này đấy, pin của nó còn nguyên nhá, tháo ra phát là chạy luôn. Này nó đang chạy suốt từ bên Nhật đến mình luôn. Chạy từ giờ Nhật đến giờ Việt Nam. Đấy, các bạn. Rồi, các bác quan tâm lên mã cho em con này xem em đo xem nào. Con này nó bằng gỗ này. Đấy, nó thỉnh thoảng là con gỗ đẹp đẹp đẹp. Con này được 30 sen nhé các bác nhé, 30 sen cho đường kính của con Carida. Con này lên mã cho em là mã số 120, H120 này. Con này em gửi đến các bác là đi 280.000 cho 120 nhé. Đấy, pin của nó em kể kệ luôn. Các bác nào mua về bác xử lý lấy cái pin này, pin của nó chạy bền hết đấy. Của nó tương đối bền đấy, pin zin của nó đấy. Rồi tiếp tục lên em nữa này. Con Citizen, con này mặt lớn lắm này, to đẹp luôn, sáng sủa sạch sẽ. À con này cũng lại xoáy luôn ra này các bác, xoáy đít này, phải không nhỉ? Chứ lại xoáy bố ra, à đúng rồi, xoáy đít rồi. Xin lỗi chạy. Con này không chạy các bạn. Con này lỗi phần máy rồi nhé. Con này không chạy đâu. Rồi các bạn nào quan tâm lên mã thôi. Con này cứ con nào chạy là báo giá chạy, còn không chạy là lại báo không chạy nhá. H121 này. Con H121 không chạy này. Con này gửi đến các bác là đi 150.000 nhá. Con này đẹp luôn đấy, con này rất đẹp luôn đấy các bạn. 150.000 nhá. Các bác về thay máy vào là chạy con này nó ok luôn. Giờ tiếp tục con này, con thì nó pi cái gì đây. Cái con này thì pin này cũng hết rồi. À con này kim trôi. À, con này kim trôi. Đấy, đây, các bác lên mã cho em con này, con kim trôi này, con máy gì đây kim trôi, con này của máy của con máy quách. Quách. Quách của SKB Japan đấy con này. Rồi con này các bác lên mã cho em. Chả biết là hiệu gì nhé. Cho nên nó không đề ghi hiệu gì cả. Lên mã cho em mã 121 nhé.
H121 này. Con này gửi đến các bác là đi 200.000. 200.000 cho mã 121 này nhé. Đấy. Nói chung là hàng nhà em thì cứ bánh đúc ra mẹt. Có bác bảo là bánh đúc ra mẹt, hàng nhà mày là bánh đúc ra mẹt. Hàng nào chọn hàng nào thì thích cái nào thì lấy cái đấy. Đấy. Gọi là bánh đúc ra mẹt rồi. Chết thì chết, bán chết, mà sống thì sống, chỉ bán sống. Vỡ thì bỏ ra. Thì coi như là các bác cứ lựa cái nào hợp thì các bác lên mã cho em. Thì bác nào đang quan tâm video, đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì bấm tiện tay bấm cho em nút đăng ký kênh và nút chia sẻ nhé. Đấy. Các bác chia sẻ trên các hội nhóm, ví dụ như Zalo, Facebook giờ đấy, TikTok cũng biết nhỉ, để cho kênh của em được phát triển này. Đấy, cũng xin chân thành cảm ơn bác rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ em. Đấy thì đấy, tí rồi. Đấy, con này thì rất là lắm pin. Con này đang sử dụng vẫn đang bình thường này. Con này kim trôi nhá. Đấy. Con này bị mất một con ốc ở chỗ này nhá. Mất một cái ghim ốc này. Chứ không phải mất con ốc, mất cái ghim ốc chỗ này. Đây bốn góc bốn cái này. Nhưng con này mất góc, mất chỗ này, mất một góc này. Đó. Mất một góc chỗ này rồi. Con này kim trôi. Zero control. Con này thì không biết có nhạc nhẽo gì không, nhưng mà nó lại sử dụng 24 của pin. Mà pin của nó pin Nhật luôn, pin của nó này. À, vẫn còn nguyên bản luôn nhé. Cũng không biết, à cái này có đèn các bạn. Cái này có đèn này. Có đèn. Thì không biết công tắc đèn ở đâu đây. Đây công tắc đèn đây rồi. Thử tắt đèn cho bác xem này. Nó có hiệu ứng đèn không? Đấy, có đèn. Có đèn nha các bạn nhé. Đây có đèn. Nhưng pin nó đang bị yếu rồi. Đấy, có đèn đấy các bạn. Ồ, yên tâm. Rồi. Đấy, thế là tắt bật điện lên là nó không có đèn nữa nhá. Đấy là hiệu ứng khi mà tắt điện đi không có điện nên là nó sẽ có đèn của nó phát ra. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Đấy, các bác về có thể xử lý cái bên con này kẹp này, con kẹp này nó đơn giản thôi các bạn. Mình kẹp cái khác vào cũng được, còn không thì ba con này nó kẹp cũng được mà. Đấy rồi. Các bác quan tâm lên mã cho em là mã này, mã số 120. 120 mấy nhỉ? À 123 rồi. Thế là mã này mã của vừa nãy này, con là 122 này. Đấy, con mã 122 này là 200 này. Đấy nhá, 122. Và mã này là 123. Đấy, con mã này mã 123 này. H123 nhá. Con này thì gửi đến quá là đi con này có đèn này. Có đèn gửi là 500.000. 500.000 nhá. Đấy, con có đèn. Đấy, 500.000 con có đèn này. Nó mất một cái kẹp này, em gửi đến qua 450 nhá. 450.000. Nha, 450.000 cho con H123. Đó, rồi tiếp tục con lan đét này. Con lan đét này, con này thì pin vẫn còn của nó đây, nhưng mà pin của nó là thường thường là nó hết pin rồi. Em sẽ bỏ pin của nhà mình vào. Đó. Rồi con này máy kim trôi này, con lan đét máy kim trôi bằng nhựa. Này bằng nhựa. Còn rất sáng sủa, sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Con lan đét này nhé. Con lan đét này em gửi đến các bác là con này. Với giá là con mã số 124 này. Con mã 124 nhé. Thì gửi đến các bác là 200.000. Đấy, 200.000 nhá. 200.000 cho mã 124 này. Rồi tiếp tục lên con. Nói chung là những dòng này nhiều con là có phản quang với có điện lắm, nhưng mà em không để ý đâu. Tắt điện đi thì nó mới có cơ. Đấy, mình không để ý. Nhiều con nó có đèn thì em mới biết là có đèn cơ. Còn những con phản quang này khi mình không tắt điện thì không biết được. Con này là con cũng sóng radio này. Con này rơi cái gì ở đâu ra đây. Con này dùng một pin tiểu. Không chạy.
không chạy đâu các bạn. Con Gerben Mix. Đấy, con này không chạy. Các nào xử lý con này về thì lấy con này về xử lý cái gì nhá. Gửi đến bác 200.000 này. Con mã này mã số 125. Con 125 này. 125. H125 nhá. 150.000. 150.000 cho con mã 125 này. Đấy, các bác về xử lý nhá. Phần này cho pin mà không thấy nó hoạt động. Rồi tiếp lên con này con đĩa bay này. Đấy. Đấy con này kim trôi nhá. Đấy pin của nó là hết pin. Con máy kim trôi. Khung của nó bằng gỗ này. Các lên mã cho em là mã số 126. Con mã 1H126 này. Con này gửi đến các bác là đi 200.000. 200.000 cho mã 126 này nhá, bằng gỗ. Cái gì đây mà bằng sắt hay thép gì mà nó rất là nặng. Cái gì mà nó là cái gói này. Cái này mà lại nặng các bạn. Ôi xa, cái đồng hồ mà nó cái kiểu gì đấy. Này nó bằng thép này. À đây. Cái này là quả tim đấy chứ. Cái này là quả tim đấy. Hình này hình quả tim hay quả cật nhỉ. Quả cật chứ mà tim. Nửa trái tim thôi. Này quả cật à. Ôi quả gì nhập cái đại nói đại đi. Các bác lên mã cho em nhé. Con này bằng thép. Con này bằng thép này, bằng thép nhá. Thế pin bùng lên máy vẫn chạy không. Ồ mà con này chẳng nó có chạy không, chẳng nghe gì, cái kim không có kim. À có chạy các bác nhá. Con này đang có chạy bình thường nhá. Đấy. Em sẽ kiếm cái kim kim dây em cho vào, nó mất kim dây rồi. Giờ mất kim dây rồi, em sẽ cho kim dây vào cho bác để bác nào mà ấy thì em sẽ cho kim dây vào. Đấy. Con này các bác lên mã cho em là mã số 127 nhá. Con mã 127 này. Con mã 127 này em gửi đến các bác là đi con này 350. 350.000 nha các bác nhé. 350.000 cho cái đồng hồ nó ngộ nghĩ như này. Đấy. Con Sun này mới có chạy không này. Con này không chạy đâu. Con này không chạy các bạn. Thôi con này vứt mẹ ra đi, vứt bố ra. Con này nó cũng đơn giản thôi, không cần thiết đâu. Con này bỏ ra. Lên mã các bạn chả mua. Dòng mấy cái dòng lên mã các bạn chả mua. Tại nó chả có cái vấn đề cái gì là nó đẹp hay là nó ấy cả. Nó to tát hay nó bằng gỗ nọ kia thì mới có giá. Con lên mã thì các bác chả mua thôi, cứ bỏ nó ra vứt. Rồi, con này là con Citizen này. Ôi chết, con này rơi cả kim rồi. Con này cũng có phản quang các bác nhá. Con này phản quang đây này. Đấy, con này cũng phản quang luôn. Thôi để kệ.
Con này phản quang luôn đấy nhá, phản quang của cái nền này. Đấy, con này sóng radio. Em sẽ đưa pin xem máy móc kim kiếp như nào. Bây giờ mà cái máy này nó đang bị rơi một kim rồi thì các bác hơi khó phát hiện là vấn đề nó chạy. Đấy. Đó. Chạy rồi nhá. Đây đang hoạt động bình thường nhá. Tức là kim dây nó sẽ nó rơi ra. Đấy, nó rơi ra rồi thì nó sẽ mình không nhìn được cái kim dây. Đấy. Rồi các bác quan tâm mình lên mã cho em là mã này mã số con 128 con nhá. Mã 128 này. Rồi mã 128. Rồi cái này em sẽ lắp cái kim vào cho các bác. Các bác cứ đặt hàng đi em lắp kim vào, có trách nhiệm lắp kim đàng hoàng cho các bác, không sao đâu. Đấy, con này 500.000 nhá. Đấy, con này sóng radio có phản quang luôn. 500.000, mã số 128, 128 này. 500k. Đấy, con này còn đẹp tuyệt vời luôn. Mã 128. Rồi lên một con này là bằng nhựa thôi, nhưng mà cái nền trong này giống như kiểu như nền gỗ này. Đấy. Con này sử dụng pin tiểu này, cũng Panasonic, nhưng hàng pin này pin của nó đã bị hết pin rồi nhá. Cứng lắm, cho pin khó cho. Rồi con máy kim trôi này. Đấy, con này các bạn lên mã xem này. Mã số 129 nhá. H129 này. Con này 100 người đến bác 130.000. 130.000 cho con mã 129 này. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã chưa? 129 300 130.000. Con là máy kim trôi nha các bác nhá, máy kim trôi này, con Senco. Con này không bỏ nó bằng nhựa rất nhá, bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Con Senco. Rồi các bác quan tâm lên mã chưa? Mã số 130. Con H130. Con này em gửi đến các bác là 350. 350.000 nhá. Con này đẹp tuyệt vời luôn, con Senco. Thôi các bác lên mã em gửi cái 300 này cho nó nhanh. Đấy, 300 con H130. Đấy, 300 thôi. Rưỡi làm cái gì? 300 cho các bác về xử lý sử dụng nhé. Đấy, coi nhìn chưa? Rất là mới luôn. Rất là mới luôn. Đấy. Rồi, con này cũng máy kim trôi luôn này. Máy kim trôi luôn. Carrion. Cái này hoạt hình luôn. Con này các bác lên mã cho. Là mã 131 nhé. H131 này. Con này em gửi đến các bác là 150.000. 150.000 nha các bác nhé. 150.000. Đồng hồ Nhật giá hơn là mấy cái đồng hồ chợ các bác mua ra chợ mua. Tại vì cái lô hàng này là mình đặt ở bên đó, bên Nhật là cái bên siêu thị ấy. Đấy, bên siêu thị cho nên là nó hàng này nó hàng kiểu hàng thanh lý của siêu thị. Con này rơi mất kim rồi. À đó, kim vẫn còn nhưng mà không chạy các bạn. À có chạy nhưng mà nó không nó kẹt. Máy vẫn tành tạch đây không chạy mà kim không đẩy được, tại nó bị vỡ cái kính này, xong rồi nó đè xuống rồi. Kính này bằng Leica các bạn.
nhưng mà không thấy nó chạy. Đó. Rồi con này em bỏ ra nhá, tại những dòng này không cần thiết, bỏ luôn. Con này cũng vỡ kính rồi, con này vỡ kính luôn, bỏ luôn. Máy con chạy, máy vẫn chạy nhưng mà nó vỡ kính thì bỏ luôn ra, không cần thiết. Con này nặng, con này là máy gì đây mà nặng, nặng lắm các anh nhá. Con này đẹp, con này đẹp hết. Con này nó có cái này nó bong, cái này nó đang bong cái này. Con này nó có cái tấm gen, à tấm gen đây như này. Con này bằng cái gì mà nặng thế nhỉ? Nó chỉ có kính thôi, hai bên này nó bằng cái gì, cái viền nó bằng cái gì mà nặng thế. Con này vẫn chạy bình thường nhé, đấy bằng kính này. Số thì số nó nằm ở trên cái mặt kính này, còn đằng trong, đằng sau này là một tấm gen này, gen thêu này. Đấy. Con này là hiệu của nó là cái gì, Satali. Của máy Japan Tokyo Morem Satile của Japan nhé. Con này các bác lên mã cho em nhé. Đấy, con này đường kính của nó thì 31 cm các bạn, đường kính 31 cm. Các lên mã cho em là mã này, mã số 132. Con H132. H132 này em gửi đến các bác là đi con này 450.000 nhé. 450.000. Đẹp luôn đấy các bạn, con này đẹp luôn đấy. Thôi lã lỡ rồi, 450.000 nhá. Em không báo lại đâu. Em tính báo lên tí chứ thôi, báo làm gì. Cái nào đã nói rồi là nói luôn. Và con gỗ là con nhựa nữa. Con này, cái thùng này toàn nhựa, không có con gỗ nào các bạn. Hôm qua có mấy con gỗ. Rồi con lại con Landet nữa này, con Landet. Con này máy kim trôi các bác nhé, máy kim trôi con Landet. Đấy con này thì các bác lên mã cho em là mã số 133. H133 nhé. Con này gửi đến các bác là đi 220.000. 220.000 nhé. 220.000 cho con mã H133. Đó. Đó. Đẹp tuyệt vời, sáng sủa, sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Con này pin chung. Nó lớn pin chung các bác nhé. Ô, con này giống một cái đĩa các bạn. Một cái giống một cái đĩa này. Con Senko. Con này kim chui nhé các bác nhé, máy kim chui. Cái này bằng sứ này, ngoài này bằng sứ nhé các bác nhé. Cái mặt này bằng sứ hết này. Nó có hình chóp nón, hình kiểu cái miệng chum ấy. Đấy. Đó, nó vuốt lên này. Đây thì hoa văn này là cái hoa này là nó dập siêu vào sứ này luôn này. Đấy, nó in vào sứ này luôn các bác nhé. Đây máy lớn pin chung. Máy lớn pin chung. Đấy, con này các bác lên mã cho em. Lên mã cho em là con mã số 134. Con H134 nhé. Con này em gửi đến các bác 500.000. 500.000 cho con mã H134 máy lớn pin chung. Máy lớn pin chung. Viền này bằng sứ nhé. Viền bằng sứ này. Đó, viền bằng sứ. Rồi cuối cùng là một con nữa này. Hết thùng rồi nhé. Vâng, hết thùng rồi. Coi như thùng hôm nay thì không có em hoa hậu nào. Không em nào đáng nói. Bằng nhựa hết. Con này thì cũng bằng nhựa luôn. Sử dụng pin tiểu luôn này. Con này kim nảy các bác nhá, con này kim nảy này. Đấy. Viền bằng nhựa luôn. Con này các bác lên mã cho là mã 135. Nào nhỉ. Đúng rồi, 135. Con mã H135, con này kính kính mo nhá. Con này kính mo. Đó. Qua lên mã cho 135 này 200.000. H135 200.000 nhá. Kính mo. Đó.
200.000 con này kính mò, kính lồi lên đấy. Rồi, các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0818132198 nhé. Đấy, thì trong video thì có những sản phẩm nào các bác quan tâm thì cứ liên hệ cho em. Và các bác nhớ ủng hộ em là một nút đăng ký kênh, nút chia sẻ và nút like nhé. Đấy, xin chân thành cảm ơn các bác. Gọi là bánh đúc đầy bật ra, đặt ra mệt rồi thì các bác cứ ăn miếng nào thì cứ báo em. Đấy, các bác cứ dùng miếng nào thì báo em là miếng đấy nhé các bác nhé, lên mã rồi. Đấy, báo thức thì em ở trong cái thùng kia còn một thùng, còn một số báo thức nữa. Cho nên các bác nào mà quan tâm báo thức thì cứ liên hệ cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé. Xin chào.